đây là cái Samsung Galaxy A12 các bạn. Mức giá hiện tại của Samsung A12 phiên bản 4GB là 4.290.000. Chúng ta sẽ được tặng phiếu hàng 200.000 áp dụng đến ngày 25 tháng 9 và được hỗ trợ mua đồng hồ giảm 40%. Máy sẽ trang bị chúng ta một cái màn hình là 6.5 inch. Đây, màn hình 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng. Máy sử dụng con chip là G35 8 nhân, RAM 4, bộ nhớ trong là 128GB. Camera selfie phía trước là 8 MP các bạn. Đây, máy là thiết kế nguyên khối các bạn nha. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có khe để SIM. Phía dưới chúng ta sẽ có jack 3.5, sạc tiếp C, mic thoại và loa. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn tăng nhẹ âm lượng, nút nguồn kết hợp với bộ khóa nghe vòng tay các bạn nha. Phía trên này có thêm mic hỗ trợ thu âm khi mà quay phim hoặc là chúng ta chat video call. Máy thì cho một cái thời lượng pin của chúng ta là 5.000 và hỗ trợ sạc nhanh luôn, rất là tuyệt vời. Mặt sau nó sẽ thiết kế nhám văng xước như thế này để hạn chế chạy xước. Đây là cụm camera 4 cam, với độ phân giải của camera chính là 48 MP, camera phụ thứ nhất là 5 MP và hai camera phụ còn lại là 2 MP. Máy có hỗ trợ chụp góc gọng này, chụp sắc phong và chụp macro được các bạn nha. Đây là một trong những dòng điện thoại của Samsung mà Quyền thấy là rất là đáng mua trong thời điểm hiện tại, với một cái thiết kế khá là ấn tượng. Đây là camera, đây là camera của máy đó các bạn. Đây là hình ảnh, chế độ chụp hình, đây là chế độ quay phim. Đây đây là chế độ quay phim. Còn chỉnh sang chế độ chụp cận cảnh là chúng ta sẽ có chụp macro đây bạn nha. Chụp macro thì chúng ta sẽ chụp cận cảnh này, chữ này các bạn thấy không, chụp rất là nét, chụp rất là gần đây, rất là tuyệt vời. Với một mức giá là 4.290.000 thì Quyền nghĩ đây là một trong những dòng điện thoại mà đáp ứng đủ nhu cầu từ chụp ảnh, quay phim cho đến là chơi game, giải trí một số từ game nhà ha các bạn nha. Với mức giá hiện tại còn 4.090.000 thôi các bạn. Các bạn có mua hàng, đặt hàng thì chúng ta có thể thêm chi tiết hơn tại website thaidong.com hoặc điệnmaysanh.com để chúng ta biết chính xác về mức giá cũng như chương trình khuyến mãi của dòng điện thoại Samsung A12 các bạn nha. Đây, máy khá là đẹp.